Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại của quý vị phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Thì xin bác sĩ Nhân, anh hỏi lại câu hỏi của anh đi, bác sĩ Nhân sẽ trả lời. Dạ, cho em hỏi là cũng như bị xỉn thì chịu chứng làm sao để cho mình biết rằng bị xỉn. Ok, cái bệnh xuyễn đó, cái triệu chứng của nó số nhất đó là thường thường tối mình ho hay là mình ngợp, khó thở. Có nhiều người họ cắt nghĩa giống như là con voi nó ngồi trên ngực của mình vậy đó. Cái đó là nó nặng cái ngực hả bác sĩ? Nó nặng cái ngực giống như con voi nó ngồi trên ngực của mình. Mình khó thở, mình ho. Mấy cái đó là mấy cái triệu chứng mà rất là nặng của cái bệnh xuyễn. Nhưng mà nó có mấy cái triệu chứng khác nữa, giống như là mình chảy mồ hôi hay là mình thở rất là khó khè đúng rồi. Lên cơn xuyễn là nó thở khó khè. Dạ, khó khè. Như là con mèo nó cũng thở vậy. Dạ. Vậy okay. Nhưng mà nó có mệt không bác sĩ? Mệt chứ. Mệt dữ dội. Tại mình không có đủ hơi, mình không có hít vô đủ hơi thì nên mình rất là mệt. Thành ra nếu mà bị cái triệu chứng này đó thì phải khám bệnh bác sĩ gia đình đặng tôi làm cái thí nghiệm nó tên là spirometry. Tôi sẽ cho anh thổi vô một cái máy xong tôi sẽ đo coi cái phổi của anh nó mạnh bao nhiêu. Cái phổi mà mình bị xuyễn nó yếu rồi đó thì mình thổi đó. Giống như hồi xưa họ lấy cái đèn cầy, họ để trước mặt mình xong họ nói thổi cái đèn cầy, nếu mà thổi cái đèn cầy không có tắt đèn cầy được đó thì cái phổi nó yếu. Thì bây giờ tôi cũng có cái máy giống vậy nhưng mà tôi không có dùng đèn cầy nữa. Tôi dùng computer. Thành ra đó nếu cần đó thì cứ liên lạc với tôi ha. Ồ, cảm ơn anh nha. Thì hẹn gặp lại cho anh nha. Dạ, cho hỏi nữa là nếu mà bị xỉn á hay là bị phổi thì mình nên gặp bác sĩ gia đình hay là bác sĩ về phổi? Tôi nghĩ nếu mà bệnh xuyễn mà không có gì nặng đó thì tôi lo được, không có gì. Nói tóm lại bác sĩ gia đình trước. Bác sĩ gia đình trước, nếu mà tôi không lo được thì tôi sẽ gửi qua cho chuyên môn. Rồi, cảm ơn anh nha. Đúng rồi, okay. Thì gặp bác sĩ gia đình trước rồi, bác sĩ. Dạ. Vâng. Cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn nha. Bây giờ tôi có một quý vị trên đường dây, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Và để tôi nhắc lại, xin quý vị dùng cái phone nói chuyện với tôi nha, chứ đừng có dùng TV. Rồi, ông nói đi. Dạ. Tôi ở Garinzo. Dạ, chào ông. Dạ, chào. Xin hỏi các bác sĩ và gia đình, hiện thời đang có người bị lao phổi, vậy mấy đứa cháu nó có bị lây không? Mà mấy đứa cháu đã có chủng ngừa rồi đó, bác sĩ. Tôi xin hỏi gì thôi. Ok, nghĩa là trong gia đình có... Ông bị ho lao hả? Dạ. Ok, ông bị ho lao, bây giờ chính phủ Mỹ nó có biết chưa, nó có cho, tại nếu mà chính phủ Mỹ mà nó biết bị ho lao đó thì nó bắt uống thuốc trước mặt nó, nghĩa là nó đem thuốc ra nó cho ông uống, nó có đem thuốc ra cho ông uống không? Có đi bác sĩ về chuyên khoa là có cho thuốc uống, một ngày uống 4 thứ. Ok. Mới câu hỏi của ông là bây giờ cháu con gia đình ông mà tới có bị lây không? Có sẽ có bị lây, thành ra cần xa ra một tí. Mấy đứa cháu nó đã có chích ngừa chủng lao hết á, mà bác sĩ, mà nó có bị lây không? Tôi nghĩ cũng rất là cẩn thận, cũng tôi nghĩ tới khi mà uống xong, tôi nghĩ nếu mà tôi đó là ông đó, tôi xa từ mấy đứa nhỏ tới khi uống xong 4 cái thuốc đó. Thường thường nó cho uống là 6 tháng phải không? Ông bác sĩ này ông nói 1 năm. Dạ. Bây giờ tôi trả lời ngay nghe thế này. Cái chuyện đầu tiên là họ sẽ thử cái đàm của ông. Dạ. Để ông uống thuốc, khi họ thử đàm, thế trong đàm ông không còn con vi trùng mà lao nữa thì tương đối an toàn. Tuy nhiên ông vẫn phải một cách cẩn thận, đừng có lại gần con cháu ông nhiều quá mà thở vào mặt nó hay là ho vào mặt đó thì không nên nha. Mà con cháu của ông thường thường là chính phủ và trong gia đình họ nên khuyến cáo là họ làm một cái test để thử coi nó có bị nhiễm chưa. Và được coi nếu mà cần nữa thì họ sẽ chụp hình phổi, vẫn cần nữa họ sẽ cho uống thuốc ngừa lao là Arizona dài 6 tháng nha. Thì cái đó rất là cẩn thận. Ông nên, nếu mà trong gia đình có người bị lao phổi, tất cả những người có tiếp xúc với người đó phải được thử bị lao chưa, phải được nếu cần phải chụp hình phổi và phải uống thuốc. Mấy đứa cháu rồi ra có chưa chủng ngừa hết rồi đó. Rồi, cái bây giờ cái hay nhất là ông nên cẩn thận, là tại vì ông hỏi coi cái người bác sĩ đó cho ông uống thuốc đó, thử đàm coi trong đàm ông hết vi trùng chưa, cái đó là điểm tránh. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ông. Dạ, cảm ơn ông. Hello, xin quý vị trên đường dây cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Hello, dạ tôi ở phố Westminster. Vâng, chào ông. Dạ, chào ông. Năm nay tôi 31 tuổi. Tôi muốn hỏi hai bác sĩ chức tôi uống thuốc tra máu rồi dưỡng thuốc tim á.
rồi uống thuốc cao máu, thuốc tim chung nhau luôn được không vậy? Uống thuốc cao máu là ông có biết là thuốc tên gì không anh? Cái thuốc cao máu tên gì có biết không? Tôi cũng không nhớ nữa. Và okay. Bây giờ thường thường để tôi giúp ông cái này. Tại vì là cái thuốc mà lần sau ông hỏi nó nên phải cho tôi biết cái tên thì nó mới chắc ăn. Tuy nhiên theo tôi chỉ đoán thôi. Vì tôi đoán thế này nha, thường thường á, thuốc cao máu nó có mấy loại. Một loại đó mà trợ tim luôn là metoprolol. Mà thuốc mà hoặc là atenolol. Thuốc trợ tim chứ thuốc cao máu. Đúng rồi. Thuốc tôi mới nói là thuốc cao máu đôi khi nó cũng trợ tim luôn. Mà cái thuốc mà hạ áp huyết đồng thời trợ tim luôn là metoprolol, beta blocker. Thì đó là một thứ. Và cái thứ hai là mấy cái thuốc hạ một cao máu khác ấy, thì nó hoặc là calcium blocker như là felodipine, amlodipine là calcium blocker. Còn thứ hai là ACE inhibitor, tức như là benazepril, rồi diovan, rồi valsartan, rồi cái đó là hạ áp huyết. Thì hai cái thuốc đó theo tôi uống chung được, bác sĩ nhân. Cũng được. Hay là nếu mà muốn cái thuốc nhịp tim đó thì mình uống tối, đặng nó làm cái tim mình đập chậm này, đặng mình đi ngủ được. Còn cái thuốc áp huyết kia đó thì uống sáng. Nhưng mà hai thuốc uống cùng một lúc không sao. Dạ, tôi đồng ý, thì rất là đồng ý bác sĩ nhân. Cái thuốc mà như là tôi mới nói, thuốc hạ áp huyết mà nếu mà nó là ACE inhibitor như là benazepril, valsartan hay là losartan hay là diovan, cái đó nên uống buổi sáng. Tại cái thuốc này nó làm đi tiểu. Dạ, đúng rồi. Còn nếu mà uống mấy cái thuốc như là Norvas, amlodipine, ACE inhibitor, lisinopril, benazepril, mấy cái thuốc đó thì nó làm mình đi tiểu thì mình nên uống sáng. Còn mấy cái thuốc tim đó thì nó làm cái tim đập chậm trở lại đó thì mình uống tối, đặng nó giúp mình đi ngủ. Vâng, nếu mà ông coi thấy cái thuốc nó uống là metoprolol hay atenolol thì nên uống buổi chiều, buổi tối trước khi đi ngủ. Và thêm một phần nữa nha, nhắc ông, nếu mà ông đọc cái thuốc mà ông đang uống mà nó đầy amlodipine á thì nên uống buổi tối. Dạ. Tại cái thuốc amlodipine nó làm sưng chân. Tại là nếu mình uống 3 ngày đó nó làm sưng chân. Yeah. Rồi, cảm ơn ông nha. Dạ, cảm ơn ông. Bây giờ có một quý vị trên đường dây này. Rồi, quý vị trên quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Dạ, anh chào bác sĩ. Chào. Tôi tên là Giang, 65 tuổi. Câu hỏi này tôi hỏi cho người em gái bà con đó. Dạ. 60 tuổi. Hả? Dạ, ông có hỏi đi không? Dạ. Hello. Alo. Dạ, ông cứ tiếp tục hỏi không? Cô này cô bị bệnh đau bụng đó. Dạ. Cũng kinh niên rồi, nhưng mà bác sĩ cho những cái thuốc mà uống không hết, bây giờ nó cứ đau bụng hoài. Có khi đi cầu ra thì nó đau bụng. Dạ. Có khi đi tiểu cũng có thể đau bụng. Thậm chí là ăn có lúc nó cũng đau, nó làm giật bụng, nó làm như bắt sùng vậy đó. Dạ. Dạ, rồi bác sĩ đã cũng cho cái thuốc đó giống như là cái bệnh IBS, linh xét, nhưng mà uống thì không hết. Thì tôi không biết là nên uống thuốc nào cho nó trị bệnh hết, chứ mỗi lần cứ bệnh cứ uống thuốc hoài. Bây giờ để tóm tắt lời câu hỏi là người bệnh nó đau bụng, đau bao nhiêu lâu rồi không? Dạ, cũng lâu rồi, 9-10 năm rồi. Ok, thì các bác sĩ đã cho nghĩ là linh xét để thuốc bón á. Rồi và thường thường là có những cái thuốc khác, nhưng mà tuy nhiên một người đau bụng lâu năm như thế mình phải tìm ra nguyên do. Dạ, đúng rồi. 60 tuổi rồi. Rồi sôi hai lần là bình thường hết. Ồ, sôi ruột rồi hả? Mà sôi ruột mà có sôi bao tử chưa? Coi cho bữa bao tử rồi chứ. Cũng không có gì hết hả? Không có gì hết. Bao tử thì có bệnh bao tử, vẫn có uống cái nét sùng. Yeah. Nghĩa là cái người mà sôi bao tử, cái người chuyên môn đó họ nói là sao, cái bao tử nó tiết ra chất chua nhiều quá hay sao? Không, thử cái expiry rồi cũng không có chất chua, thì có chất chua, có bệnh gợt thì có. Okay. Bây giờ xin lỗi, thì bây giờ ông đừng có hang up nha, ông giữ đường dây nha. Tại vì mình phải go off air, mình nói chuyện off air nha. Thì bây giờ mình dành phần cho những cơ sở thương mại quảng cáo nha. Yeah. Rồi hold on, đừng hang up. Rồi thì ban kỹ thuật có thể cho off air được rồi đó, để mình tiếp tục mà nói chuyện.